dính hai con nha bạn. Giờ mình bắt nó ra rồi mình gài lại tiếp. Tại vì mình gài trong thời gian mình gài mình cũng để ý rồi, mà khi nó vô mà con chim nó tung quá, con chim ngoài nó không dám để ăn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt nó ra, bắt hai con này ra cho mình gài tới mình bẫy nữa cho các bạn xem nha. Bạn xem thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Đăng ký nhấn cái chuông để có video mới của mình. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cho mình một like nha. Rồi giờ để mình bắt nó ra cái mình bẫy tiếp nha các bạn. Dính được coi chim sâu nữa nha bạn. Mình cắt nó ra rồi để mình gài lại tiếp. Ta dính được con chim sâu xanh nữa bạn. Chim này con tống nha. Bổi tờ. Hôm đó này mình cũng đang muốn có một con để mình nuôi cho. Hôm nay được rồi nè bạn. Các bạn xem thấy hay đăng ký kênh ủng hộ mình ha, chia sẻ cho nhiều người cùng xem các bạn, cho mình một like ha, đăng ký nhấn cái chuông để có video mới của mình. Để mình bắt nó ra cho các bạn coi nha. Đây bạn,
ha. Cũng đẹp ha. Xin hơi mờ mờ mờ. Nó tỏ màu cũng đẹp quá nha bạn. Rồi, để mình gài tiếp nha bạn.